Chương 1, tình cờ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trong một lần tình cờ hay có thể coi là định mệnh Trời hôm nay quang đẳng và mọi thứ dần trở lên chán nản đang đi à nói đúng hơn là đang cắm đầu cắm cổ chạy thì sao dầm huyệt sao làm cho ly cà phê trên tay một tên rất chi đẹp trai đổ hết lên người và mặt tên. Đó bắt đầu tối dần, cơn thịnh nộ của tên đó đã lên. Cô kia cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả, con gái con đứa, nó vội vàng cúi đầu liên lịa và nói, tôi xin lỗi. Xin lỗi, rồi lấy khăn tay lau nhưng vết bẩn trên áo cho cái tên đó. Lau lau nhưng lau không được nó lại dương cái ánh mắt cún con ra vừa nói. Cho tôi xin lỗi, tôi, tôi đang còn chút việc bận lên gấp quá tôi. Mặt hắn lúc này nhìn kinh khủng hơn. Bây giờ làm sao đây áo tôi bẩn hết rồi. Sao gặp đối tác đây? a a a a điên với cô mất. Nó mắt chữ A mồm chữ O, cái anh kia tôi đã xin lỗi rồi mà còn bắt bẻ. Anh nói đi gặp bạn tôi còn tin đằng này anh hơn tôi mấy tuổi mà nói đi gặp đối tác hư. Chibi, Bi, chị ơi anh ít nói đúng mà, nó. Im biết gì mà nói chibi. Bi. Dạ em sợ, hắn nhìn đồng hồ của mình rồi nói cô không tin thì kệ cô, coi như hôm nay tôi gặp xui, chào cô mong sao lần sau không gặp đồ sao chổi cô, à mà mong không có lần sau thì đúng hơn. Hắn nhìn nó cái cuối cùng rồi hừ một tiếng và quay đi với sắc mặt lạnh lùng vốn có. Chị Phương Anh nhà ta thì cứ đứng cười ha hả rồi lè lưỡi trêu cái tên đang bực mình bỏ đi như trốn chạy về, nó. Mi nói gì ai trốn chạy nói lại ta nghe coi chi bi chối bay dạ không em có nói gì đâu, chị ơi chị có quên chuyện gì không sao ánh mắt cún con chơm chớp nhìn sao nó. Thôi chết chị có hẹn đi đây bai nhóc chibi trẻ mỏ. Xí hơn chibi là mấy, chibi đã kêu là chị là đã lể lắm rồi còn bày đặt nó bắt đầu dùng hết sức cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Học, học, phù may quá cuối cùng cũng đến. Không biết con bạn nó ngồi chỗ nào không biết nữa. Sam, bạn học từ nhỏ của nó bạn thân từ năm lớp 6 và cũng là hàng xóm, ngồi cạnh cửa sổ đúng chỗ ngồi lý tưởng mà nó thích. Sam nhìn thấy nó liền vẫy tay ra hiệu, gọi. Còn tiếp, giới thiệu nhân vật nha. Trần Phương Anh 14 tuổi, nó còn một số tên khác nữa chi bi giới thiệu sau nha còn một số bất ngờ khác đang đợi he he, chỉ số IQ cũng tương đối lớn hơn IQ cho mọi người thoải mãi mà nghĩ nha nhưng hiện tại bây giờ đầu óc có vấn đề tí nó là chuyên gia mơ mộng có những ý nghĩ rất chi điên rồ hậu đậu nhưng không đến nỗi như nobita đâu nha gia đình bình thường sống ở một vùng quê với những hạnh phúc vui vẻ nhiều khó khăn trong cuộc sống mà cũng không hẳn Hoàng Minh Long 16 tuổi, hắn, con trai giám đốc công ty yêu cây đứng đầu thế giới tuy tuổi còn nhỏ nhưng ai kêu tương đối cao nên bỏ học 2 năm theo cha làm việc Long là người gốc Việt Nam nhưng 10 tuổi truyền. Đến anh sống, hắn là một playboy thì đương nhiên đẹp trai rồi. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio.com Phương Anh, Phương Anh ở bên đây nè. Nó nhìn thấy con bạn mình đang ngồi gọi thì liền chạy lại vừa ngồi xuống chưa kịp giải thích gì thì đã bị con bạn tra khảo rồi. Tiểu Anh nói mau đi đâu bây giờ mới đến biết tớ đợi cậu lâu lắm không hả? Hả, nhìn chị Anh nhà ta bằng ánh mắt hình sự tóe lửa, nhìn thấy Sam đang giận dữ thì liền sử dụng chiêu cũ, làm lụng ý mà, nó lại lay tay Sam rồi nói. Sam ơi Sam à bà bớt giận kẻo không sinh nữa giờ, tôi có lý do mà. Rồi nó kể hết lại cho Sam nghe, còn Sam thì ngồi cười cái con bạn rất chi hậu đậu của mình. Nó nhìn Sam cười nó tức không làm gì được quay ra gọi cho mình cốc nước uống cho bõ tức. Bây giờ hắn cũng đã đến chỗ đối tác của mình. Chibi giới thiệu thêm nha. Ngô Ngọc Quân IQ cũng khá bất ngờ nha, nhà cũng khá dã đang hợp tác làm ăn với công ty con nhà hắn lên cũng thân chun chút và cũng là bạn của nó do học cùng trường mà. Do thân mật nên Long và Quân coi nhau như bạn bè. Quân đang đợi hắn trong nhà hàng không sang trọng nhưng cũng rất lịch sự. "Long cậu đến rồi à, sao hôm nay bạn tôi tới muộn thế này?" Quân hỏi, Long bắt đầu kể lại cái vụ lúc nãy cho Quân nghe. Quân nghe xong cười ha hả, "Long của chúng ta hôm nay sao thế nhỉ?" Long nghĩ lại vụ việc vừa nãy nên càng điên hơn tớ cũng muốn biết làm sao nhỏ đấy qua được ải Mỹ năm đấy chứ, tự nhiên con nhỏ sao trổi làm đổ hết cà phê lên cái áo ó mới mua của thiếu gia. Chibi, anh ơi đối tác của anh đâu? Long, he he anh nói cho mày biết nhé thực ra anh đi gặp thằng bạn nhưng cũng đâu có sai nhà nó là đối tác làm ăn của nhà anh mà, mà sao mi nhiều chuyện vậy biến cho anh nói chuyện Chibi. Dạ em biến ạ, à, con nhỏ này thế nào sinh không mày? Long tao tưởng mày bảo thích con nhỏ nào cơ mà vậy mà nghe tao nhắc đến gái cái mắt sáng trưng như cái đèn ô tô vậy quân nghe vậy đỏ mặt ngượng um ha nhưng thích thì cứ thích hỏi thì cứ hỏi thôi long mày nói cũng có lý rồi gọi cho tao cốc nước rồi tao nói tiếp quân liền gọi cho long cốc nước rồi nước đây mày uống đi rồi nói cho tao nghe Long uống nước xong nói một câu rất chi là có duyên, sorry bạn hiền nha, tớ bực con nhỏ đó cúa nên. Nên không để ý, Quân Tí sặc nước vì câu nói có duyên đó, cái gì mày đừng có giỡn mặt với tao nha, tội nghiệp tao. Long cười hi hi, ấy anh em mình mà bình tĩnh đâu còn có đó sao thịt chó nó có mắm tôm sao, thực ra con nhỏ đó bình thường thôi không có gì đặc biệt lắm mà nhỏ đó tao thấy hậu đậu lắm lại con. Cái này là anh nhớ đến cái cách nó trêu anh khi anh đã bỏ đi. Ảnh này biết vì anh nhìn vào cái gương chiếu hậu của xe máy để gần đấy nên thấy những hành động đấy của nó mà không cần quay đầu lại. Quân thấy Long nói đến đó thì cứ tủm tỉm cười nên xuất ruột hỏi. Lại còn làm sao? Long, dễ thương. Quân không nghe rõ nên hỏi lại. Là sao? Long giật mình tỉnh mộng khi Quân hỏi lại. À ca không có gì quân đăm chiêu nhìn long rồi phán một câu xanh dớn. mày đang thích cái con nhỏ đó hả người việt nam sinh mà còn hiền dịu nết na cái này có tân bốc cúa không long bị quân nói trúng tim đen thì liền chuyển đề tài thôi đi mày tao về việt nam lần này chủ yếu là mở rộng thị trường ở thôn quê chứ ở thành phố công ty nhà tao cũng mở vài chi nhánh rồi quân gật gù hiểu ý rồi mày tính sao long ở nhà mày là đối tác làm ăn với nhà tao, với lại mày quen địa hình ở đây thì mày giới thiệu cho tao khu đất nào tốt, cho tao đỡ phải đi tìm. Còn thời gian để, hắn nháy mắt với quân, quân liền hiểu ý cười hì nói, để đi đập phá. chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio com. Long băn khoan, quân này mày cô đi học à, từ tuần trước tao về đây có thấy mày đi buổi nào đâu. Quân. Tao á học nhiều chán lắm, tao định chuyển lên thành phố học để thi vào 10 cho dễ. Ở đây tao cũng thừa sức nhưng lên lớp nghe mấy bà cô nói đau đầu, nhức óc nên làm cái đơn xin nghỉ ốm chơi vài tuần mai tao sẽ đi, mày khỏi lo. Thế còn mày khi nào về? Long, khi nào mày kiếm cho tao một mảnh đất tốt để xây dựng công ty rồi tao sẽ về ok. Quân, ok, mà mày yên tâm đi vùng quê này thiếu gì chỗ làm ăn tốt hay bây giờ mày với tao cá cô nếu tao thua tao sẽ nhường mày mảnh đất mà gia đình tao đang đấu thầu còn mày thua mày cho tao ăn nhờ ở đậu nhà mày hai tháng bên anh dám không lòng suy nghĩ rồi cũng đồng ý vậy mày muốn cá cái gì nói tao nghe coi có hay không quân mày dẫn cái con nhỏ sao trổi đó đến còn tao mời con nhỏ tao để ý tới ra mắt làm quen ai không có người đúng theo yêu cầu thì người đó thua Ok, Long có vẻ không tin tưởng cho lắm. Làm sao mà dám chắc là đúng người đó? Quân không cần suy nghĩ gì nhiều phán một câu chắc lịch, tao tin mày thì mày cũng phải tin tao chứ. Cứ vậy đi 12 giờ đêm ngày mai ok. Long cũng đồng ý luôn, start game. Trò chơi giữa hai tên công tử cũng đã bắt đầu rồi còn nó và Sam thì cứ ung dung ăn uống. Sam thấy nó ăn lâu nên rục mày ăn nhanh lên có được không vậy mọi bữa mày ăn nhanh lắm mà gần trưa rồi còn phải về nghỉ ngơi để chiều lấy sức mà lút đống văn toán anh đi mai mấy bà ý kiểm tra nó vẫn từ từ ăn vậy a ca tao quên mất lâu lâu mới được nghỉ một ngày nên cứ từ từ đã sam mất bình tĩnh mày có về không không thì tao về trước nó vội vàng lấy giấy lau miệng rồi nói sam từ từ đã nào bớt giận thôi mình trả tiền xong rồi về tụi nó ăn ở quán dành cho tuổi tin ở nông thôn nên cũng không có đắt cho lắm vừa với túi tiền hai đứa nó và sam dắt xe ra khỏi quán rồi chia tay nhau mỗi đứa một ngả chị phương anh thì tội rồi lúc đi đi bộ lúc về tưởng con bạn nó thương nó trở về ai ngờ nó hôm nay số đen sam đi học thêm nên phương anh nhà ta lại căng hải về đã thế vừa đi vừa lẩm bẩm cơ à ngày nào cũng học 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 đến phát chán phát ngán luôn vậy mà con Sam với mấy đứa kia học được vậy mình mới phục. Nó cũng đi học thêm nhưng học mỗi môn. Nó đang đi cứ lẩm bẩm nên chi bi. Chị Phương Anh cẩn thận thế là dầm cái nữa, không biết hôm nay là ngày gì không biết nữa. Cứ bị đụng phải người khác rồi té ngã là sao? Bực mình không cơ chứ được hôm nghỉ mà xui xẻo vậy trời. Chi bi chị ơi đừng chửi nữa mau xin lỗi người ta rồi về kìa nó chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn xem là ai mà cứ xin lỗi lia lịa rồi chuẩn bị chuồn lẹ ai ngờ bị túm cổ a ó lôi lại mới chết cơ chứ cái cô kia định đi đâu hắn biết là nó rồi nhưng cứ trêu nó sao nghe giọng này quen quen a ca nha sao lúc này chị phương anh mới nhìn xem là ai lại là anh hả hắn cười gian không tôi thì còn ai vào đây nữa Xem ra chúng ta có duyên nhỉ. Nó cảm thấy có cái gì đó mở ám từ tên này phát ra. Anh muốn gì? Tôi cái gì cũng có chỉ thiếu cái. Tình, nó vẫn còn ngơ ngác. Anh nói rõ ra xem nào. Hắn vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn 12 giờ đêm ngày mai cô đóng giả bạn gái tôi đến một bữa tiệc hóa trang ok. Nó chẳng suy nghĩ gì trả lời luôn. Xin lỗi anh tôi không thể đi giờ đó được, giờ đó là giờ cấm kỵ mà với lại làm sao mà có thể tin tưởng vào anh được chứ? Hắn thấy nó nói cũng có lý liền nghĩ ngay ra kế sách khác. Vậy cô đền a ó cho tôi, nói trước a ó tôi đắt làm á, nó bây giờ chết đứng, nó một xu cũng chẳng còn mà hắn đòi nợ nó, bây giờ biết kiếm đâu ra tiền xin tiền ba mẹ kiểu gì cũng bị hỏi này hỏi nọ. Thôi đành vậy thôi, tôi đồng ý đi với anh là được ý gì? Nói trước chỉ đi có 30 phút thôi. Ok không thành vấn đề hắn mừng rỡ vì nó đã đồng ý và vụ cá cực coi như hoàn thành không tốn nhiều thời gian và công sức. Hắn lấy trong áo ra một cái điện thoại di động mới toanh đưa cho nó. Cứ vậy đi cô cầm cái này mà liên lạc với tôi, mà tôi là Long cô tên gì? Nó nhận lấy điện thoại từ Long rồi trả lời luôn. Tôi là Phương Anh, cứ gọi là Tiểu Anh hoặc Anh Anh là được rồi, thôi muộn rồi tôi về đây hắn cô nói gì thêm cứ nhìn nó chạy đến khi khuất xa mới bước đi. chương 4, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nó đã về đến nhà nhưng không thấy ai. Hai mọi người đi đâu rồi không biết. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt ngay, chị này vậy mà có vẻ linh, mẹ nó vừa về đến cổng đã gọi nó rồi. Tiểu Anh ra phụ mẹ cầm đồ vào nhà nào nghe tiếng mama no gọi liền vâng ạ rồi ra sách đồ vào và hỏi mẹ với em vừa đi chợ về ạ sao không đóng cửa mà chỉ kép thôi vậy mẹ mẹ nghĩ con sắp về nên không khóa khỏi lúc con về lại đứng ngoài mẹ nó nhìn nó chiều mến nói chị anh chị anh chị nhìn em hôm nay xinh không a em gái nó hỏi ơ hôm nay bé yêu mi chị xinh lắm phương anh trả lời chi bi Tiểu Mi em gái anh anh ít hơn nó 7 tuổi, nhân vật phụ thôi cô xuất hiện nhiều nên chibi không giới thiệu nhiều. Chị anh hôm nay Mi đi chợ với mẹ nên mẹ mua đồ mới cho Mi đấy, chị thấy đẹp không? Mi sung sướng cười. À ca, ở Tiểu Mi chị mặc gì cũng đẹp, chẳng bù cho chị vừa lùn vừa béo tiểu anh làm mặt phụng phịu với em gái. Chị anh đừng buồn, Mi thương chị anh nhất. Mi nhìn anh anh cười. Thôi muộn rồi hai chị em vào ăn cơm nào mama nó gọi. Dạ vâng ạ à, cả hai chị em nó đồng thanh. Cuộc đối thoại của chibi, cho chibi xin phép được nói chuyện được nhiều tí nha chibi. Mami chị anh nấu bữa nhanh dữ vậy, chị anh đi chơi về không phụ bếp nha. Nó, mi mới nói cái gì, ai bảo ta không phụ mà chẳng qua ta không được phép bước chân vào bếp chỉ được ăn rồi biến khỏi bếp. Dấu bé làm mặt mếu dấu lớn chibi oai nó cái đó ta không biết vẫn cái mặt mếu chibi nhìn anh anh bằng ánh mắt cô biết phải nói sao chỉ biết làm bộ làm kịch là giỏi chibi nói xong dùng ánh mắt đen tối quay sang bé mi chấp vấn bé mi nè hôm nay bé mi kawaii có thể hiểu là dễ thương lắm ý bé mi làm mặt đanh chị có việc gì nói luôn đi đừng làm bộ làm kịch trước mặt mi nữa Chibi đăm chiêu suy nghĩ, OMG, oh, nó có phải con nít không vậy? Aka ờ, chị chỉ muốn hỏi là tại sao chị anh cô được bước chân vô bếp thôi mà. Mi hết sức hồn nhiên trả lời mà không để ý đến một người mắt đang tóe lửa. Mỗi lần vào bếp chị anh cho cái bếp tan hoang luôn đã không có nhiều tiền để tu sửa thì chớ thế là. Vậy thôi bé mi chibi không được nhắc đến sự đau buồn đó của ta nó nổi đoá người bừng bừng lửa mắt đầy sát khí thôi chào bé mi nha chibi đi đây ở đây mà ăn trưởng để mà vào bệnh viện à ngu gì chibi vừa nói vừa vác dép chạy ơ mà mình có đi dép đâu dày mà ôi tiếc quá ta muốn nói chuyện tiếp thôi quay về với vấn đề chính nha bữa cơm trưa nhà anh mi cũng chẳng có gì bình thường thôi à chỉ có ba mẹ con thôi ba đi lên thành phố làm rồi chị anh chưa nay trong lòng buồn so nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì cũng đúng thôi anh cảm thấy mình cúa kém cỏi nên không có khái niệm được ai yêu thương cả điều đó đau lắm đau lắm khi phải sống trong cái thế giới bị người khác coi khinh mình điều đó mới có một phương anh biết buồn biết đau nhưng không hề biểu cảm ra ngoài với những nụ cười giả tạo chi bi chị làm diễn viên hợp đó. Cái này do chị anh ghen tị với bé mi ý mà. Nhờ biểu cảm quen thuộc đó của Phương Anh mà bữa cơm cũng diễn ra khá bình yên, xong cơm chị chạy vào phòng mình luôn đang định làm một giấc thì sao ai du, đau sao? Cái gì thế không biết? Vừa nói nó vừa cho tay vào túi quần. Thôi chết hỏng cái điện thoại rồi nó nghĩ thầm, chi bi, đáng lẽ phải hét to lên chứ? Nó! mi định dậy ngu chị à hét lên để má biết được là đi toi hiểu chưa thôi mi đi làm việc của mình đê chị bi đi thì đi hơ sợ a ca con gái con đứa gì đâu nhảy một phát lên giường vậy bảo sao đè lên cái điện thoại mi đang lẩm bẩm cái gì đấy không sao lắc đầu xua tay sao làm gì có mẹ bà này tai thính kinh không có vậy là tốt cái này ở đâu ra ý nhỉ, Aka nhớ rồi cái tên gì đó đó đưa cho mình nó ngồi lẩm bẩm chibi, dạ của anh Long đó thưa chị. Để xem có cái gì không nào sao vừa nói nó vừa mở ra xem sao. chương 5, nghe chọn bộ tại mê audio com. Trước tiên là phải tìm chế độ im lặng đã, không ngộ nhỡ có người gọi vô nó đổ chuông mẹ nghe thấy là chết chắc rồi nó ngồi đơ ra suy nghĩ giây lát. Sau đó sao ánh mắt sáng rực sao, đương nhiên là phải kiểm tra tài khoản rồi, sao ha ha. Ha, ha sao nó cười thật man dở. Anh anh con có làm sao không vậy? Mẹ nó nói vọng từ phòng bếp ra chibi. Chắc mẹ chị ý đang rửa bát ý mà. Dạ con, con không sao ạ, à? cười gian cúa mà đã vậy còn ở một mình nữa chứ, nó vội vàng trả lời mẹ. Thôi con tranh thủ ngủ đi má nó. Vâng ạ, à, nó sao phù tí chết, Ma mà cứ như phù thủy vậy không khéo có ngày toi sao. Ô mi gót sao há hốc mồm sao tên này không những đưa cho mình cái điện thoại mới toanh, không biết có phải đồ tàu hay không. Mà chưa từng thấy xuất hiện trên bất kỳ một tờ báo hay kênh truyền thông, nó nghĩ, mà trong tài khoản không có xu nào vậy lấy tiền đâu nạp thẻ để gọi với vào mạng. Chibi sao ngất sao tưởng chị anh khen điện thoại đẹp nhiều tiền hóa ra. Vậy mà cũng làm cúa. Nó đằng nào cũng cho mượn thì ít ra cũng có tiền chứ. Hai thôi cất đi vậy, khi nào tên đó gọi thì nghe thôi, nó nghĩ rồi cất điện thoại vào cặp và lăn ra ngủ luôn. Đến một giờ mươi anh anh dạy học bài đi con mẹ nó vừa gọi vừa lay nó dậy. Dạ con dậy ngay đây ạ, à, nó nhanh chóng dậy nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt cho tỉnh ngủ ngồi vào bàn và lấy sách vở ra làm BTVN, nó nhìn thấy chữ bắt đầu than. Trời ơi, làm sao đây không có chữ nào trong đầu hết, loạn chữ mất thôi. Bực mình ghê ý mình đã rất cố gắng hơn năm ngoái rồi mà thành tích không được bằng. Hai đã thế năm ngoái không được cái giấy khen vì mỗi môn tiếng Anh thôi á bực không cơ chứ đã thế năm nay lại gặp bà tiếng Anh năm ngoái dạy mới chết chứ cứ tình trạng học bà này thì chắc mình chết. Mất. Và điều kinh khủng hơn mình dính phải cái vụ yêu đương tùm lum nữa cơ chứ, năm nay lại học cùng mệt mỏi quá, nó ngồi nghĩ lại mà tức. Thôi hãy quên những chuyện tồi tệ đó đi, hãy cố gắng học để thi đỗ bằng được trường cấp ba đó, nó ngồi nghĩ rồi lại lắc đầu. Đến tối để xem nào, có gì không nào nó lôi cái điện thoại từ trong cặp ra. 9 giờ tôi sẽ gọi cho cô hắn gửi tin nhắn TN cho nó. Đúng 9 giờ nó chạy ra vườn, chibi ra vườn tối vậy ma bắt đấy cả rắn nữa, mà ra vườn làm gì nhỉ, cuộc đối thoại qua di động a lâu nó. Đây là số tôi lưu vào hắn. Ưm, uhm, tôi thuộc luôn từ lúc anh NT rồi nó tự hào, chibi thuộc SDT ý mà. Ưm, uhm, nhớ lời hứa đêm mai đấy hắn nói gian. Ưm, uhm, tưởng anh tốt thế nào cho mượn điện thoại mà không có tiền cho mượn làm gì nó vừa nói vừa tức. Thế Ak, tôi có bảo là điện thoại của tôi cần dùng tiền để gọi Ak hắn. Ơ, ờ, thế không cần tiền vẫn gọi được Ak nó lúc này ngu ngơ như con gà tơ. Ưm, ừ, đương nhiên rồi cô có thể vào mạng hay gọi cho bất kỳ mạng nào hay gọi ra nước ngoài cũng được đó. Mà dù cô có ra giữa biển cũng có sóng nữa mà cái này đều nhờ tính năng của điện thoại không liên quan đến SIM đâu, hắn tự hào nói, chibi tại cái này anh ý làm ra mà. Sorry anh nha tôi không tin nó nói rồi đũn cái mỏ ra. Không tin kệ cô, cô phải giữ nó cẩn thận đấy nó không được bán trên thị trường đâu chỉ có hai cái duy nhất thôi tôi với cô hắn nói. Vậy ca tôi cảm ơn anh nha nó. Ưm ha sao mình lại đưa cái điện thoại đấy cho con nhỏ buta sao trổi đó nhỉ. Hắn nghĩ rồi cười một mình, chibi. Anh ý có vẻ sắp vào ba tê sao chạy tâm thần sao rồi thì phải. Long. Mi nói gì nói lại coi. Chibi sao sợ sao? Em có nói gì đâu, thôi em còn có việc. Thăng chuồn nhanh kẻo chất thăng.